Với nhu cầu muốn mở cơ sở ép dầu thực vật thuê tại nhà, các vị khách hàng đến từ Hà Nam sau quá trình tìm hiểu đã đến công ty Bình Minh để đặt mua bộ đôi dòng sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của mình. Xin mời quý vị hãy cùng với Bình Minh tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Hiện tại, kỹ thuật viên đang tiến hành chuẩn bị máy ép dầu lạc do khách hàng lựa chọn trước đó để chuẩn bị quá trình kiểm tra kỹ thuật trước khi bàn giao sản phẩm. Trong quá trình chuẩn bị vận hành, kỹ thuật viên của công ty đang hướng dẫn khách hàng cách cài đặt bảng điều khiển để có thể vận hành máy hiệu quả, và toàn bộ các chi tiết cách thức vận hành máy đều được công ty Bình Minh in thành sách hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy khi quý khách hàng đặt mua sản phẩm. Sau khi đợi khoảng 15 phút, nhiệt lên đủ ở đây là 250 độ C. Do thời tiết trở lạnh, cần phải bật nhiệt cao hơn để có thể ép dầu được, nếu không dầu sẽ rất dễ đông. Và quá trình chạy thử máy sẽ bắt đầu. Các vị khách hàng sẽ theo dõi trực tiếp quá trình, cũng như được kỹ thuật viên hỗ trợ hướng dẫn giải thích các vấn đề về dòng sản phẩm. Với nhu cầu ép dầu thực vật thuê tại nhà, dòng sản phẩm máy ép dầu đa năng của công ty Bình Minh sẽ rất phù hợp với nhu cầu khách hàng. Với dòng sản phẩm của chúng tôi, quý khách hàng có thể ép được hơn 20 loại dầu thực vật khác nhau, ví dụ như ép dầu lạc mà công ty đang cho chạy thử. Ngoài ra còn có thể ép được các loại dầu vừng, sa chi, dừa, gốc. Việc lựa chọn máy ép dầu phù hợp với nhu cầu kinh doanh thì bắt buộc máy phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, máy phải sử dụng hiệu quả. Trên thị trường có rất nhiều loại máy ép dầu cho khách hàng lựa chọn, nhưng để nói đến loại máy ép dầu lạc chuẩn, không thể không kể đến công ty Bình Minh. Máy ép dầu đa năng Bình Minh được sản xuất ngay tại trong nước, do công ty Bình Minh tự chủ toàn bộ từ khâu thiết kế, chế tạo, lắp ráp, nên không ai hiểu về dòng sản phẩm hơn chúng tôi. Khi sử dụng, nếu quý khách gặp bất cứ vấn đề nào về kỹ thuật hay cần thay thế linh phụ kiện gì của máy, thì chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị nhanh chóng nhất. Máy ép dầu lạc của công ty Bình Minh được sản xuất với mục đích giúp quý vị khách hàng sản xuất ra những chai dầu ăn nguyên chất, sạch, đảm bảo vệ sinh. Máy ép dầu lạc cho năng suất từ 20 đến 25 cân trên 1 giờ, tỷ lệ ép kiệt dầu lên tới 90%, đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho bà con sản xuất, kinh doanh, sản xuất dầu thực vật. Và muốn biết máy có ép kiệt dầu hay không, quý vị có thể kiểm tra phần bã sau khi ép. Như quý vị thấy, phần bã khô giòn, khi bóp, sờ không bị dính tay, chứng tỏ máy đã ép kiệt dầu trong nguyên liệu. Và với phần bã này, quý vị có thể tận dụng để làm nguồn thức ăn cho vật nuôi. Khi ép ra dầu thì những cặn bã ở trong dầu vẫn còn. Nếu như để dầu lắng rồi mới lọc ra thì rất lâu mà mất thời gian. Thường thì sẽ phải mất tầm 3 ngày và các khách hàng đến ép dầu thuê sẽ không thể nào chờ được điều đó. Nên các vị khách hàng ngày hôm nay đã đầu tư thêm máy lọc dầu là một giải pháp tuyệt vời khắc phục vấn đề lọc dầu. Máy lọc dầu 10-15 lít của công ty Bình Minh sản xuất là một thiết bị quan trọng trong dây chuyền sản xuất dầu lạc sạch, nguyên chất, cho ra thành phẩm vàng óng, trong vắt, hấp dẫn mọi ánh nhìn và chất lượng dầu được đảm bảo 100%. Sử dụng máy lọc dầu giúp quý vị khách hàng tiết kiệm được thời gian, và đặc biệt khi lọc dầu đã chín nên quý vị có thể đóng chai luôn sau khi lọc dầu và sử dụng được ngay. Đến đây thì quá trình chạy thử hai dòng sản phẩm khách hàng đặt mua đã hoàn tất. Sản phẩm đặt mua đã đáp ứng đúng như nhu cầu mong muốn của khách hàng. Và cuối cùng, kỹ thuật viên đang hướng dẫn khách hàng cách vệ sinh máy sau khi sử dụng. Đến đây thì buổi bàn giao máy ngày hôm nay đã đến hồi kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mọi thắc mắc về dòng sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ với số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video thú vị tiếp theo.